Có một cái người diễn viên tiếp theo là một cái người rất là thích cà phê nhưng mà đến từ Cà Mau. Thì không biết là lá hồi cà làm sao. Mọi người biết ai chưa ạ? Biết ai chưa ạ? Đây, để em gợi ý cho mọi người một lần nữa. Cái người này bình thường á sẽ đứng đây với vị trí là MC. Nhưng mà hôm nay á, thì ảnh không có muốn làm MC mà ảnh chỉ muốn làm em vui. Là mấy cái miếng mà nó hay thả đó mọi người. Xin dành một tràng pháo tay cho Trung Coffee. Xin chào mọi người, em là Trung Coffee. Yeah, xin chào mấy nhà. Thì ngoài là một diễn viên hài độc thoại thì em còn là một MC nữa. Yeah. Thường là thứ bảy chủ nhật là thời gian để em đi làm MC. Nhưng mà hôm nay thứ bảy em ở đây. Điều đó đồng nghĩa với việc là... Dạ không, em yêu nghề anh chị. Em yêu nghề. Và ế. Thì thường bắt đầu show thì em hay... em biết là nãy giờ Uy Lê hỏi mọi người rất là nhiều rồi. Và bằng một cái sự thấu cảm của một người MC làm hơn 7 năm thì em xin phép được hỏi nữa. Dạ. Đây là câu hỏi để giúp cho em có thể nhận ra là khán giả của mình ngày hôm nay người ta vui đến cỡ nào. Dạ. Thường sẽ có hai loại cách, hướng nội và hướng ngoại đúng không? Cho em hỏi ở đây, ai là những người hướng nội đâu? Mình hú lên là 2, 3. Đây là những người hướng ngoại vui vẻ. Không có một người hướng nội nào mà kêu hú lên mà hú. Anh làm bài test ở đâu vậy anh trai? Lại nha, bây giờ ai là người hướng nội đâu hú lên là 2, 3. Đây là những người hướng ngoại cố chấp nữa. Dạ. Em có vẻ như đúng hơn cả bài test đó nữa. Thì người ta hay nói là Facebook nó sẽ thường hiển thị những cái thứ mà mình thích đúng không? Mình theo dõi, mình quan tâm đúng không? Từ khi mà em bắt đầu làm hài đồng thoại, nó Facebook bắt đầu nó rất là nhây với em mọi người. Rất nhây với em luôn. Hôm bữa em mới vừa bắt đầu tập chạy bộ thôi, có nghĩa là beginner thôi. Thậm chí em còn chưa được vô cái nhóm beginner chạy bộ nữa đó. Thì hôm bữa em thấy Facebook nó quảng cáo giá treo huy chương dành cho nhà vô địch. Hôm bữa em rất đói. Em nói với bạn em rất đói. Và ngay lập tức nó quảng cáo. Nó quảng cáo cho em gì? Nó quảng cáo gà rán cho em. Đói bụng đúng không? Rồi, đừng quay qua nhìn bạn gái phải làm hành động đó. Dạ. Em có order, em ăn. Hồi em ăn xong trời em cái thoải mái. Ngồi bụng dùng hai em nó căng đét gì nè. Sau đó em thấy nó quảng cáo giảm béo cho chàng trai quý dầu. Em báo cáo nội dung bị cấm. Rồi nó không những là nó theo dõi mình mà em thấy nó còn đang rất là muốn để thao túng mình nữa. Nó muốn mình phải là một trò đùa của nó. Hôm bữa, buổi sáng em mới vừa thức dậy, em vẫn còn nằm trên giường lướt Facebook thì em thấy có một cái bài đăng trong một cái nhóm, nhóm đó tên là Không Sợ Chó. Những người cười chắc chắn là trong nhóm đó. Và 99% những người trong group Không Sợ Chó là những người rất sợ chó. Thì cái bài viết đó là một cái tấm hình. Một tấm hình nha. Bên trong đang vẽ con chó đang ngồi, kèm theo một caption: thả ha ha cho con chó đứng lên. Lúc đó em tưởng là em bị sáng là em còn bị mờ mắt. Người em bấm vô coi tấm hình thì đúng là một tấm hình. Mà một tấm hình thì không thể nào đứng lên được. Em thấy có 1.000 lượt like, 22.000 lượt ha ha. Ha ha. Ha 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 ha. Thằng chó AD dụ tao. Mọi người ơi đừng bắt vô, mình thả 2 tiếng rồi con chó vẫn chưa đứng lên. Và cái chính lúc mà mọi người comment như vậy á mới làm cho em mất cười. Sau đó em mới em thả ha ha. Sau đó em đứng lên em đi đánh răng. Báo cáo xâm hại động vật. Em nói thiệt cái nhiều khi em tưởng Facebook là sếp em không. Ngày nào em cũng phải báo cáo nó. Và có một cái điều em thấy nữa, chắc là em nghĩ là mọi người cũng thấy giống em, là cái tên của mình á, cái tên của mình như thế nào thì cái tính cách của mình thường nó sẽ ngược lại. Đúng không? Ai trong chúng ta cũng có một người bạn tên Hiền.
Và nó rất là... Mọi người nói, em không có nói nha. Em có một thằng bạn là vận động viên thể hình quốc gia. Nó tên Tí. Bạn thân của con Tí tên Đô. Đứng kế bên nhìn như hai cha con. Thì hôm bữa em có bắt một cái chuyến gọi là chuyến xe xe ôm công nghệ. Và em sẽ không nói cái hãng nào tại vì chưa có tài trợ. Thì khi mà em bắt cái chuyến này á, thì em hy vọng rằng là em hôm đó là em bận lắm, hôm đó là em trễ lắm rồi, em gấp lắm rồi, bây giờ em phải chạy thật nhanh. Thì ngay lập tức em bắt trúng một anh xem công nghệ, anh tên là Trần Vũ Bảo. Nếu chiếu theo cái logic vừa rồi á, là chắc ngày mai em mới họp được. Và trong khi em còn đang suy nghĩ chuyện đó thì anh đã nhắn tin tinh, anh tới rồi em nha. Em tưởng anh là dân cư ở trong đó không? Thì khi mà em còn đang rất là bất ngờ về anh thì em mới bắt đầu em đi xuống. Em mới bắt đầu em đi xuống. Thì anh Trần Vũ Bảo, anh chạy chiếc Exciter. Ôi, đầu tiên là em nhìn vô anh Bảo trước, em nhìn chiếc Exciter. Và thứ ba là em nhìn vô coi có con chó nào anh đó không? Nhà không có con chó nào, tuyệt vời anh Bảo. Anh chạy xe vì đam mê. Thì khi mà mình bắt đầu chuẩn bị lên xe á, thì anh Bảo khác với những xe ôm công nghệ khác, anh đưa mình, không đưa mình một cái nón bình thường, anh đưa mình một cái nón full face. Bây giờ mọi người, chứ lúc đó là mình, no, có chuyện gì mờ ám chuẩn bị xảy ra đây nè. Nhưng mà lúc đó mình chưa kịp suy nghĩ, mình nói là, anh ơi, hiện tại em đang rất là gấp á, bây giờ có thể nhờ anh chạy nhanh nhanh giùm em. Nhưng mà chạy nhanh nhanh, nhưng mà em chạy từ từ thôi nha. Đừng chạy quá tốc độ anh nha, chạy nhanh nhanh nhưng mà từ từ giùm em. Anh nói, yên tâm em, dạ, đây là đam mê của anh mà. Thì khi mà mình ngồi lên á, ngồi lên một cái cạnh, thì bắt đầu mình đã cảm nhận được cái thứ gọi là đứa con của thần gió. Anh chạy đúng như là cái tên của anh. Người đầu tiên sống đúng như cái tên của mình. Anh Vũ Bảo. Anh bắt đầu lên ga. Nhưng mà chạy xe bình thường mọi người lên ga như thế nào? Mọi người đang sử dụng cổ tay dẫn đúng không? Anh Vũ Bảo lên ga bằng nguyên cái cuộc chỏ của anh. Một cái eo. Em ra khỏi hẻm hồi nào không hay. Em ngồi trên xe mà em đang cảm giác em không ngồi xe mọi người. Em đang ngồi cano tại nó lướt. Ảnh chạy nhanh tới nỗi mà em nghe gió và giống như nó hút thuốc lào cái bên tai em vậy. Nó rít quá trời rít. Và khi mà ảnh chạy xe như vậy thì lúc này thì em mới chia sẻ cho mình một cái điều này. Khi mà mình nhìn một quan sát một người nào ngồi xe ôm công nghệ, mình biết họ có an toàn hay không á, là nhìn tướng ngồi của họ mình biết liền à. Đây là tướng ngồi của một người bình thường. Không có gì chờ đợi. Tuyệt vời. Một ngày như mọi ngày. Hôm bữa em ngồi vậy nè. Cái xe của anh gắn máy rung vậy. Và lúc này em giao tiếp với anh một cách rất là khó khăn, giống như là em với anh đang ở trong bay. Anh đội full face, em cũng đội full face. Giờ nói sao nữa, anh Bảo ơi. Anh Bảo, gì em? Anh chạy từ từ thôi. Anh Bảo nói, em nói em gấp mà. Đúng rồi, em gấp đi họp, em không có gấp đi đầu thai. Anh tới sớm 5 phút giùm em luôn. Trời ơi, em mới vừa bước xuống này. Em bước xuống xong, nhưng mà em phải cảm kích ảnh, nói cảm ơn anh rất nhiều. Ảnh mới nói với em là nhớ chấm anh năm sau nha. Ok, năm sau em chấm. Giờ em chưa hoàn hồn là được. Ở đây mọi người, ở đây có hay bị giết sai chính tả không? Có. Không. Không. Ai hay giết sai chính tả giơ tay lên. Ồ, 1, 2, 3, 4, 5, dạ. Ngày xưa em có quẹt một bạn trên Tinder. Em có quẹt một bạn trên Tinder xong đang nói chuyện cũng bình thường thôi. Thì một hôm nọ buổi tối em mới nhắn cho bạn đó một cái câu là: em có rảnh không?
bạn đó mới nhắn tin lại cho em ...... chi chơi chứ chi. Em chưa bao giờ được gặp cái rảnh đó luôn. Và sai chính tả nó cực kỳ tồi tệ nếu như bạn làm một cái nghề mang tên là thợ xăm. Hôm bữa ông anh em đi xăm, ông mới rủ em theo. Thì ông xăm từ gì? Ông xăm từ never give up, quá self help. Thì em ngồi xăm chung với ảnh, thì đang xăm được đâu đó nửa đường rồi, thì anh thợ xăm mới bắt đầu, anh quay qua anh nhìn em. Em trai, cho anh hỏi một cái. Hỏi đi anh. Em, chữ never có S đúng không em? Chết mẹ anh đi rồi. Không anh, chữ never không có S. Chắc không em? Sure. Sau đó anh mới nói anh mới kêu ông anh của em dạy. Anh trai, dạy với anh trai. Anh cho em hỏi cái, không biết là mình tuổi con gì anh ha? Cái anh trai mình, thì anh tuổi thịnh. Cái nói, em xăm con rồng cho anh ha. Cái anh nói, thôi con rồng quá lắm. Anh không có đủ tiền, đủ tiền xăm cái tiểu này nè. Em xăm miễn phí cho anh. Em tặng hơn em một, tặng một. 4 tiếng sau, em thấy có một con rồng, nó bao quanh chữ never give up. Và cái đuôi con rồng nó chỉ là chữ S thôi mọi người. Rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Nên á, em nghĩ để tránh cái việc mà mình xăm lộn này nọ, hay là xăm gọi là sau này mình bị hối hận á, thì em nghĩ rằng là khi xăm mình nên có backup. Đặc biệt là dành cho những ai thích xăm tên người yêu nha em. Càng phải suy nghĩ tới backup. Thấy không? Dạ. Ví dụ như là sau đó, sau khi mà mình chia tay người đó xong, mình sẽ phải đi xăm một cái gì đó để đè lên, chứ không phải là mình bôi 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 bôi. Dạ. Thì ví dụ như là em nghĩ có một vài cái backup để có thể gợi ý cho cả nhà. Dạ. Ngày xưa em có một người yêu tên là Hà. Thì bây giờ em lỡ xăm tên Hà rồi em chia tay Hà, em xăm gì? Hà Nội hả? Nếu mà anh chị xăm Hà Nội đây thì Cà Mau cái quê em là không được. Không được. Quá vui mà. Không được. Bỏ liền cái nghĩa đó giùm em. Nếu người yêu của một người tên Hà, chia tay Hà, xăm thêm chữ Hà nữa. Ha ha. Chia tay thôi mà. Đâu có gì đâu buồn. Người yêu của một người tên Ly, chia tay Ly xăm cái gì vậy? Chia Ly hả? Mất ly chưa đủ buồn, xong phải xăm chia ly nữa. Yeah. Xăm gì nữa? Xăm family. Gia đình. Kể từ bây giờ gia đình là số 1. Family in my heart. Người yêu của mình tên Chi. Duwa Kachi. Duwa Kachi. Là xăm hãy đợi đấy đúng không? Là nó đợi mình hay mình đợi nó? Xong tới đó xong không bao giờ nó quay lại rồi sao? Dạ, xong thêm cái gì em chị mọi người, nếu người yêu của mình tên Chi á, mình xong thêm 2 chữ L, chill. Nếu mà người giàu mà người có tiền như là khán giả ở đây, và mình có thể xong thêm Netflix and chill. Bạn gái crush sẽ hỏi là, ủa Netflix and chill với ai vậy? Với em đó. Xin cảm ơn mọi người, mình đã chung có mình.